Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe tới chương trì tụng nguyện tọa Như Lai nghiệp nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 408. Kinh Hư Không Dựng Bồ Tát. Hán dịch: Nhà đời nhà Tùy, Tam Tạng Xà Na Quật Đa, người nước Thiên Trúc, quyển thượng. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Thích Tôn ngụ tại núi Khư La Đệ Ca, nơi cư trú của các vị thần tiên thời xưa, cùng với tất cả chúng hội đại tỳ kheo hội đủ, số lượng rất nhiều, đều là những bậc đại sa môn đã dứt sạch các lậu, đã có vô lượng vô biên ở thân kỳ, hằng hà sa số các đại bồ tát, đều là những bậc đại nhân. Lúc này, Đức Thế Tôn đã tỏa ký cho vị công đức thiên xong, nơi ngồi im lặng và đại chúng cũng vậy. Khi ấy ở phương Tây, bỗng nhiên xuất hiện viên ngọc báu Mani, lại có 100.000 ngọc báu của trời Đế Thích bay quanh. Ngọc báu Mani này càng lúc càng hiện rõ dần trước chúng hội và tòa chiếu rộng khắp, khiến cho ánh sáng và màu sắc của núi Khư La Đệ Ca như bị che lấp. Ánh sáng màu sắc của các hàng trời thần thanh văn, bồ tát, đất, nước, gió, lửa cũng đều bị che mất. Chỉ trừ hào quang của Đức Như Lai là không bị chiêm quốc. Bây giờ đại chúng lại thấy hào quang của Đức Thế Tôn là vô lượng vô biên, không thể nói hết, không thể giảng bày, biến hiện khắp mười phương giống như hư không. Hào quang của Phật càng lúc càng thêm uy nghiêm thù thắng, chiếu sáng rực rỡ. Khi các chúng sinh có mặt trong đại hội, không thấy được ánh sáng của tự thân, các hình sắc vi diệu xung quanh cũng chẳng hiện bày. Mọi sắc tướng cùng sự tiếp xúc, thọ nhận cũng vậy, những gì nhìn thấy đều như hư không, cũng lại che lấp cả ánh sáng màu sắc của mặt trăng mặt trời tinh tú. Cho số màu sắc ánh sáng của đất nước, gió lửa hư không như không còn là đối tượng của mắt. Tai không nghe tiếng, mũi không ngửi được mùi, lưỡi chẳng nếm được vị, tâm ý thức không thể hoạt động, không có chủ thể, đối tượng cũng chẳng có số nhập. Đối với tất cả các đại, muốn tìm cầu quán sát phương hướng, nơi chốn đều không thể được. Chỉ thấy hào quang nơi thân Phật với các tướng hảo hiện hiện rực rỡ, là thấy từ xa viên ngọc báu Mani kia có vô lượng vô số vị Thích Đại Hoàng nhân tâm mang nhiều cho báu đi xung quanh. Đối với ngọc Mani đang hiện trước chúng hội ấy, trong đại chúng chỉ có hàng Bồ Tát thập địa hoặc đạt được pháp tam muội tuệ năng nghiêm, hoặc là bậc nhất sinh bộ xứ, là nhìn thấy mà không sợ hãi, không bối rối. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy đối với tất cả các pháp đã thấu đạt được lý chân thật, hiểu rõ thật tướng, dốc sức hội nhập nẻo không, nên chẳng hề sợ hãi lo lắng. Của các Bồ Tát khác và các vị thanh văn hàng trời rồng Chà Xoa, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Cư Bàn Trà, Ngạ Quỷ, Tỳ Xá Già, Phú Đơn Na, Ca Trá Phú Đơn Na, Nhân Phi Nhân, tất cả đều kính sợ. Là do các vị ấy đối với nẻo giải thoát không thể hiểu rõ. Vì sợ hãi nên ai cũng tìm kiếm nghi hoặc và suy nghĩ, do nhân duyên gì mà có sự việc này, đây là uy lực của bậc nào, và muốn được giải quyết mối nghi kia, nhưng chẳng biết hỏi ai. Lúc đó trong đại chúng có một vị đại thần, đại bồ tát, tên là Phạm Quyết, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng đến Đức Phật nói kệ: Tất cả tướng tất cả các pháp, không biết đúng nẻo thật. Nếu người chấp các ấm, sáu căn đều bích lấp, xét một ấm không thật, đó gọi là sắc ấm. Nghi ngờ pháp chư Phật là chúng sinh mê lầm. Lành thay bạch Thế Tôn, mong ngài giảng pháp Phật, bờ giải thoát Như Lai dạy các môn không nhẫn. Bậc đại tinh tấn ấy đạt định khó diễn đeo. Ngọc Mani lớn nhất hiện bày mọi trang nghiêm, cho lượng các vua trời mang báu đi xung quanh. Người Phật nào sắp đến hiện trước tướng lành ấy, có các vị Bồ Tát đều chứng thủ lăng nghiêm, các bậc trí như thế muốn gặp Phật Thế Tôn. Chư vị đã đến đây thuyết pháp sâu giấc nghi. Xin Phật thương chúng này, nói ai tượng chúng hội mà muốn đến nơi đây trước hiện bày cảnh giới. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với các Bồ Tát như điều ông đã nói, đây là cảnh tam muội. Nếu người nghe không chấp, người đó trụ vào trí, đây là cảnh tam muội, y lập hư không dựng. Trụ chỗ dứt ngôn từ, ánh sáng tam muội hiện. Người nào chấp hai kiến, kẻ thường mê lầm, chấp chặt đoạn và thường liền mất bờ giải thoát. Ở nơi hai kiến này muốn được mau giải thoát,
thì nên dừng nói năng, liền chấn được các địa. Đức Thế Tôn nói kệ xong liền bảo Bồ Tát Phạm Quyết: Này nhân giả, tuy nhiên đối với hàng Bồ Tát hữu học, đối với người còn được chỉ bày thì phải dùng ngôn từ để giảng giải, dùng diệu lực của phương tiện để giáo hóa, giải pháp ba la mật cho đến tướng gốc của các đại thứ lớp cùng sinh, nên giảng dạy giúp họ chứng đắc những gì mình đã đạt được, sau đó mới nói tất cả các pháp là không thể nói. Nói cho họ biết chỗ sinh ra của bản thể là dứt bạc các duyên và các ấm là không có thể tánh. Đừng để họ rơi vào chấp thường chấp đoạn. Để bỏ kiến chấp hai bên rồi, họ sẽ không còn sợ hãi bối rối. Ở nơi tất cả các pháp không còn các tưởng chuyên dựa, đối với các pháp ba la mật chống thành tựu đầy đủ, thông tỏ, cũng không chấp vào thường đoạn. Nghe lúc Thế Tôn thuyết pháp này xong, tất cả đại chúng cùng nhìn thấy nhau như trước, thấy ánh sáng màu sắc, nghe được những âm thanh, những sự hay biết, tiếp xúc đều trở lại như cũ. Lúc ấy Đức Thế Tôn đưa cánh tay phải lên nói lớn: Đây là Đại Bồ Tát Hư Không Dựng, vị Bồ Tát đã đến trú xứ của Như Lai, đạt các pháp tam muội như nước trong biển cả. Đối với các hạnh Bồ Tát được thành tựu đầy đủ như núi Tu Di, trí tuệ rộng lớn, giống như hư không, hành hóa tinh tấn như trận gió lớn. Đối với các pháp nhẫn luôn bền chắc như kim cang, ở trong Niết Bàn cũng như hư không, đối với chúng Bồ Tát giống như cờ pháp vĩ đại, hướng tới Niết Bàn giống như vị thượng thủ. Nơi các căn lành giống như kho báu của đất, với những người bần cùng giống như bình phước đất, như ánh sáng mặt trời cho các chúng sinh u tối, từ ánh sáng mặt trăng cho những kẻ lạc đường, chẳng khác núi Tu Di cho các chúng sinh sợ hãi, là thuốc cam lộ cho những chúng sinh khổ đau phiền não, như là trụ cột cho chúng sinh đánh mất căn lành, là chiếc cầu đối với chúng sinh đang trên đường sinh lên cõi trời và tiến tới Niết Bàn, đối với người đi trên bờ giải thoát, giống như thuyền lớn, như đường lầu đối với người nguyện sinh thiên, giống như lồng che cho người hay bị kẻ khác chê bai làm khổ, đối với ngoại đạo chẳng khác sư tử, như nước mát đối với các thứ phiền não nóng bức, như áo giáp đối với ma oán tù địch, như vị thầy trí tuệ đối với người tu học lầm lạc, như mặt đất rộng lớn cho các căn lành, giống như hương hoa đối với người thích trang điểm, tựa như gương sáng đối với những người trì giới chỉ biết đủ, giống như đao kiếm cho kẻ không biết hổ thẹn, chẳng khác bậc lương y đối với người bệnh hoạn, như vị trời công đức đối với người bị đói, như nguyệt châu đối với chúng sinh bị khát, như giường chiếu cho người mỏi mệt, như nhật châu đối với người dốc cầu tá muội, như xe cộ đối với chúng sinh có đạo tâm hướng đến giác ngộ, tự như ao nước trong lành mát mẻ cho các chúng sinh ưa thiền định, như tràng hoa đối với các chúng sinh thích các phẩm trợ đạo bồ đề. Bồ Tát này là giống như quả lớn đối với những bậc thực hành ba la mật, như ngọc quý mani đối với những vị tu hành các địa, khác nào cây ba lợi chất đa đối với bậc tu tập tam muội tổ năng nghiêm, giống như kiếm bén chém đứt tận gốc tất cả trói buộc của mọi kiến chấp, giống như kim cang phá trừ hết những tập khí phiền não, hàng phục tất cả ma oán, như bậc thầy dạy rõ về kho tàng của đất tâm đối với những chúng sinh thuận theo phương tiện. Bồ Tát này với phương tiện thiện xảo thì hiện trí tuệ thù thắng trong thể tánh chân thật của tất cả pháp, thì ấy đã được sự an trú lâu dài, là ở nơi tất cả bích chư Phật vì họ mà làm tràng hoa, làm tấm áo che phủ đối với trú xứ của các thanh văn, như mắt thanh tịnh cho hàng trời, như con đường thẳng cho loài người, làm nơi nương tựa cho các chúng sinh, thương xót ngạ quỷ, cứu vớt mọi khổ nơi địa ngục, là đối với chỗ ở của tất cả các loài. Bồ Tát ấy như vật dụng quý giá, là ruộng phước lớn, như cỗ xe lớn đối với hàng Bồ Tát, như bậc đại thần hay giữ gìn cửa thành chánh pháp của chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác trong ba đời. Bậc thì năm ấy dùng 18 pháp bất cộng để trang nghiêm thân tướng, đầy đủ trí tuệ của tất cả chư Phật, xứng đáng được nhận vô lượng vật dụng của tất cả chúng sinh cúng dường. Chỉ trừ Đức Như Lai, các vị trong pháp hội này đều nên nghênh đón, tay bưng vật phẩm dâng cúng, tùy theo khả năng mà cung cấp, tôn trọng, ca ngợi, dùng các thứ cờ phướng, lộng báu, hương hoa, vòng hoa, hương bột, hương xoa, các chuỗi báu để trang hoàng, tràng hoa, dùng các vật báu đựng nước thơm làm sạch sẽ đường xá, đem các thứ chuỗi ngọc để dâng bày hai bên đường, dùng các lời ca ngâm để khen ngợi. Vì sao? Vì tất cả các vị không bao lâu cũng sẽ đạt được các thứ vật dụng công đức như thế. Bây giờ tất cả đại chúng trong pháp hội đều từ chỗ ngồi đứng dậy,
hướng về phương Tây, nơi Đại Bồ Tát hư không dựng đang đến. Cúi đầu chắp tay từ xa cung kính đảnh lễ, rất đỗi hoan hỷ, không sao kể xiết. Chư vị đều đứng ngay thẳng mỉm cười vui vẻ. Chư vị Bồ Tát bậc nhất, các bậc đại sa môn, các vị vua của hàng trời đồng giả soa Atula Kalola, Khẩn Na La Mahola già và các vị tiên chứng đạt năm thần thông bậc trong đại hội đều suy nghĩ, chúng ta phải tạo các vật dụng trang nghiêm hơn hết như thế nào để cung kính cúng dường cung cấp cho vị Bồ Tát này. Lúc ấy đại Bồ Tát hư không dựng thì diệu lực của thần thông biến hóa tam thiên đại thiên thế giới này đều do bảy báu hợp thành, bằng phẳng như bàn tay, không còn tất cả núi sông đất cát, đất mặn đồi cao, sườn dốc hầm hố gò nổng của đất á tảng cũng không còn những chỗ nhơ bẩn, cả gốc tất cả mây mù bụi bặm khói ám. Những loại âm thanh và âm nhạc xấu ác, các loại cây cối trong tam thiên đại thiên thế giới đều biến thành bảy báu, cành lá hoa quả tỏa hương ngào ngạt, nơi mặt đất mọc lên vô số thảo dược, hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc có cành lá hoặc không cành lá cũng đều biến thành bảy báu. Nơi cõi tế bào thuộc tam thiên đại thiên thế giới hoàn toàn không còn các bệnh hoạn, tất cả những sự khổ nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh đều được trừ diệt. Chúng sinh nào đói thì được ăn, khát thì được uống, không có quần áo thì được áo quần, lại có thêm vô số chuỗi ngọc báu. Trong thế giới ta bà, các chúng sinh hiện có tùy theo ý ưa thích gì thì đều đạt được đầy đủ dung mạo đẹp đẽ, đặc biệt nhất ở thế gian không ai sánh bằng, sáu căn hoàn bị, thân tướng mạnh khỏe, xa lìa phiền não, tâm ý định tĩnh, thích làm việc lành, có thể có niềm tin thanh tịnh đối với Phật pháp tăng. Tất cả đại chúng trong hội này, hai tay đều cầm ngọc báu thích hợp, nơi ngọc báu tỏa ra ánh sáng đặc biệt chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, bất cứ chỗ nào cũng được sáng rỡ. Từ ngọc báu ấy phát ra các âm thanh vi diệu, trên cao tuôn xuống như mưa, vô số châu ngọc cờ phướng chuỗi quý, hoa hương vòng hoa vật báu và ngọc quần áo đẹp đẽ. Vô số tơ vàng, vô số lưới chân châu lại tuôn xuống như mưa, vô số hoa ương bát la, hoa phân đà lợi, hoa ba đầu ma, hoa con vật đầu, hương thơm trầm thủy, vô số hương bột như ngôi đầu chiên đàn đỏ, chiên đàn trắng, tự nhiên rối khắp trên đường Bồ Tát đi đến. Hai bên đường có hành lang bằng bảy báu đẹp đẽ như pháp đường, nang thắng ở cõi trời của Đế Thích. Phía trong hành lang tự nhiên hiện ra rất nhiều ngọc nữ, giống như thể thiếp của các ma vương cõi dục. Các ngọc nữ đều tạo ra năm thứ âm thanh vi diệu, múa hát rất vui vẻ. Biến hóa ra hành lang báu như vậy rồi, trong không trung phía trên đỉnh đầu của Đức Phật hiện ra chiếc lọng như lọng của Phạm Thiên, tỏ rộng hàng trăm do tuần, tua kim tuyến, quyến rũ, xuống đường. Các chuỗi ngọc báu treo thòng bốn phía, nơi chuỗi ngọc lại phát ra năm loại âm thanh. Tất cả cỏ cây trên mặt đất, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc dài, ngắn, hoặc đẹp xấu, đều phát ra năm loại nhạc trời. Tất cả chúng sinh đều nghe được, nghe xong, đạt đến địa vị không thoái chuyển, chắc chắn chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó, thấy Bồ Tát hư không dựng hiện thần thông lớn trang nghiêm như vậy, đại chúng đều vô cùng hoan hỷ, phát sinh ý tưởng đặc biệt. Chứ vị suy nghĩ, chúng ta làm thế nào để trải tòa riêng cho Bồ Tát này ở trước Đức Thế Tôn? Khi ấy nơi trước Đức Phật tự nhiên có một tòa sen, cộng bằng bạc, cánh bằng vàng tía, đai bằng mã não, nhụy hoa bằng ngọc báu mani cỏ trời, rộng lớn hai dặm, có vô lượng trăm ngàn cánh hoa, tự nhiên xoay tròn và hiện ra vô số trăm ngàn tòa sen khác. Mỗi tòa đều giống tòa sen trước, lại thấy Đại Bồ Tát hư không dựng ngồi kiết già trên tòa sen lớn, ngọc báu tự nhiên hiện ra nơi đỉnh đầu, lại có vô lượng vô biên Bồ Tát quyến thuộc ngồi kiết già trên những tòa sen xung quanh. Khi ấy, Đại Bồ Tát Di Lặc cùng dùng cả hỏi Đại Bồ Tát Diệu Phương. Đại Bồ Tát đến trước, bậc có tiếng khen lớn, đảnh lễ chân Thế Tôn. Tới ngồi trên tòa sen, sau Bồ Tát này đến, hiện ra tướng trang nghiêm, không đảnh lễ Thế Tôn, liền an tọa tòa sen. Đại Bồ Tát Diệu Phương dùng kẻ đáp. Bồ Tát này thấy được pháp chân thật của Phật, không thấy có chúng sinh, không chấp vào phân biệt. Đại Bồ Tát Di Lặc dùng kẻ nói, nếu không thấy chúng sinh, an trú nơi chân thật, sao hiện tướng trang nghiêm, vì tôi xin giải nghi. Đại Bồ Tát Diệu Vương dùng kệ nói, đây là phương tiện của bậc trí, vì hóa độ tất cả chúng sinh, người không hiểu rõ pháp chân như, mê muội chấp trước vào phân biệt, trí ấy phát sinh là tục đế, bị khổ dày vò, không hiểu chân, vì muốn cho họ được giải thoát, nên hiện việc trang nghiêm như vậy. Lúc này, Đức Thế Tôn khen ngợi Đại Bồ Tát Diệu Vương, lành thầy, nhân giả đúng như lời ông nói,
Giả sử tất cả chúng sinh đều là phàm phu, thì các chúng sinh ấy không thể hiểu rõ về các việc về cảnh giới, phương tiện và chốn giải thoát của bậc Tu Đà Hoàn. Giả sử tất cả chúng sinh đều chứng quả Tu Đà Hoàn, thì các chúng sinh ấy không thể hiểu được cảnh giới, phương tiện và chốn giải thoát của bậc Tu Đà Hàm. Cho đến bậc Tu Đà Hàm cũng không hiểu, thể hiểu được cảnh giới, phương tiện của bậc A La Hàm. Bậc A La Hàm cũng không thể hiểu được cảnh giới, phương tiện của bậc A La Hán. Bậc A La Hán cũng không thể biết được chốn giải thoát, phương tiện của bậc Bích Chi Phật. Giả sử tất cả chúng sinh đều chứng quả độc giác Bích Chi Phật, giống như con tê giác một mình không có bạn, chứ vị duy giác ấy cũng không thể biết được các việc về cảnh giới, phương tiện, con đường giải thoát để giáo hóa chúng sinh của bậc Đà Đạt đến pháp nhẫn vô sinh. Giả sử tất cả chúng sinh đều đạt được pháp nhẫn vô sinh, cũng không thể biết được phương tiện, tính, hạnh, quán sát, tạo lập, khế hợp với chân như của Đại Bồ Tát Chân Đắc Tam Muội Nhất Biện Tài Thủ Lăng Nghiêm, vốn không thể biết được từ đâu sinh ra, từ đâu mất đi. Bồ Tát hư không giận này đã đạt pháp nhẫn vô sinh, trải qua vô lượng vô biên số kiếp, cùng Chân Đắc Tam Muội Thủ Lăng Nghiêm, đạt biện tài vô ngại, biết nơi hướng đến của tâm và chỗ hướng tới của tâm nơi mọi chúng sinh. Vị Bồ Tát này cũng khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh tới được diệu lực thần thông đại trang nghiêm, hiển hiện mà an trụ vào bậc chán bỏ cõi ô trược. Thiện nam ấy ẩn thân biến mất nơi cảnh giới kia, hiện ra ở phương Tây, biết ở cõi này giảng dạy đủ ba thừa. Vì ý nghĩa đó nên hiện bày trí tuệ thù thắng thần thông, tam muội vô biên vô hư không. Hiện ra tam muội rồi, khiến các chúng sinh giải khởi tưởng xa lìa, nhàm chán, sau đó mới hiện ra ở thế gian. Giờ tam muội trang nghiêm, vào tam muội rồi, thì dùng tam muội ấy để giáo hóa cho vô lượng vô biên chúng sinh. Này thiện nam, khi Bồ Tát này vừa thể hiện sự việc trang nghiêm như cảnh giới chân như pháp nhẫn vô sinh, tức thì tất cả tâm ý nơi thế giới trời người trong thế gian liền bị rối loạn mê muội, cho đến bậc Bồ Tát địa thứ tám hay còn bị mê lầm, huống là những người khác. Này thiện nam, không ai có thể biết được các tướng hiển hiện về tâm hành cảnh giới của Đại Bồ Tát này, vì Bồ Tát ấy đã vào sâu được pháp công đức hết sức vi diệu như vậy, có vô lượng vô biên trí tuệ, phương tiện thiện xảo và được biện pháp của tất cả chư Phật, không có tâm nghi ngờ, không nhờ người khác mà được giác ngộ, tự biết cách vì tất cả chúng sinh mà làm vị vô lậu. Này thiện nam, giống như ngọn cờ báo, Bồ Tát hư không giận có thể chỉ bày đường sinh thiên, nẻo giải thoát cho tất cả chúng sinh, có thể diệt trừ bệnh phiền não nơi tâm của muôn loài, có thể chấm dứt các biển khổ lớn nơi thân họ. Này thiện nam, có những chúng sinh nào bị rơi vào vùng tà kiến rộng lớn, bị tai ách khiến cho lầm lạc, không hiểu rõ phương tiện, muốn cầu sinh nơi cõi trời và đạt đến Niết Bàn. Nếu các chúng sinh ấy chí tâm đốt hương trầm thủy, thành kính đảnh lễ ngang chân Bồ Tát hư không giận, Bồ Tát này biết rõ tâm và nẻo hành của các chúng sinh, nơi các chúng sinh kia là kính tính chân thật, nhưng vì bị phiền não tà kiến làm cho điên đảo mê lầm, từ xưa họ đã thực hành nghiệp tâm dung trồng các căn lành. Tùy theo khả năng ở bên chư Phật, hoặc ở nơi Pháp, hoặc ở nơi Tăng, tích lũy các nghiệp Pháp thiện, hoặc thực hành bố thí, hoặc giữ gìn giới cấm, hoặc nhằm chứng pháp nội tâm, thì Bồ Tát hư không giận, hoặc khi trong mộng, hoặc giữa ban ngày, hoặc ở trước mặt dùng phương tiện thiện xảo, thì hiện đạo Bồ Đề vô thượng. Làm phương tiện này xong, Bồ Tát khiến cho các chúng sinh bỏ hết tà kiến, phát sinh nguyện lành, trừ bỏ các đường tà, phá trừ các đạo tà, trở về chánh kiến, thực sự chứng đắc ba hành đích thực, được tâm nguyện chân chánh sâu xa, là gặp bậc thiện trí thức, nhờ đó diệt trừ hết các bệnh phiền não tà kiến nhiều uế, lại được nhanh chóng giải trừ ý niệm sinh vào đường ác, liền được nhân duyên về các nguyện thù thắng và các hạnh lành, mau đạt tâm hành tự tại, cũng được an trú trong 10 nhẫn sâu xa. Chúng sinh nào tự thân bị các phát các bệnh nan y, hoặc bệnh tâm thần, hoặc bệnh hư mắt, hoặc bị thục lưỡi, hoặc chẳng đầy đủ sáu căn, hoặc không được một chút vừa ý đối với thân thể, các chúng sinh ấy nếu có thể chí tâm đảnh lễ hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát hư không giận thì đều được như ý. Chúng sinh nào muốn dứt trừ hoạn nạn thì sáng sớm nấu nước thơm, tắm rửa, làm thanh tịnh thân miệng, mặt hướng thẳng về phương đông, đốt hương trầm thủy, đảnh lễ dưới chân đại đức đại Bồ Tát hư không giận. Đó giấc mộng của chúng sinh này, Bồ Tát ấy sẽ hiện thân Bà La Môn, hoặc thân trời Đế Thích, hoặc thân trời Công Đức, hoặc thân trời Đại Biện, hoặc thân hàng Xác Lợi, thân đại thần, thân quan quyết định sự việc, hoặc thân lương y, thân cha mẹ, thân con trai con cái, bỗng nhiên hiện ra trước mặt người bệnh, dùng các phương tiện ấy khiến người bệnh mau chóng bình phục,
hoặc lại thể hiện tạo ra thuốc hay, tìm cách làm cho người bệnh dứt hẳn tất cả bệnh hoạn. Chúng sinh nào cầu hoặc cầu tài sản, hoặc cầu trí thức, đọc tụng, kinh luận, hoặc thích tĩnh lặng để thiền định tư duy sâu xa, hoặc cầu có nhiều trí tuệ, hoặc cầu tiếng khen, hoặc cầu tài năng, hoặc cầu khổ hạnh, hoặc cầu chức vị, hoặc cầu của báu, hoặc cầu căn lành, hoặc cầu âm thanh, hoặc cầu con quý, hoặc cầu phải hiện, hoặc cầu quyến thuộc, hoặc cầu chúng hội đông đảo, hoặc cầu bố thí, địa giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hoặc cầu tiếng hay, giọng nói trong trẻo, hoặc cầu công việc người khác hợp ý với mình, hoặc cầu thoát khỏi tất cả tội lỗi, hoặc cầu khuyến khích người khác thực hành bố thí cho đến trí tuệ, hoặc cầu sống lâu. Chúng sinh nào của cải ít ỏi thường hay bỏng sẻn, Bồ Tát khiến họ bỏ tật keo kiệt thực hành bố thí. Người phá giới làm cho giữ giới, hoặc người biến nhát khiến thành siêng năng, cho đến người không có trí tuệ khiến họ có được trí tuệ. Chúng sinh nào chưa được thừa nhất định thì dạy họ hạnh tiểu thừa, người tự độ thì dạy thừa duyên giác. Nhưng Bồ Tát vẫn thể hiện phương tiện làm cho chúng sinh hiểu rõ thừa vô thượng. Chúng sinh nào không có lòng từ, chỉ biết thân mình, không cứu khổ cho người khác, và có chúng sinh nghĩ như vậy, mình phải làm cách gì bây giờ? Chúng sinh nào muốn phát tâm đạo mà bị người khác làm chướng ngại, Bồ Tát đều làm cho họ được trở về với bản tâm. Vì muốn thực hiện những điều như vậy, Bồ Tát đều theo phương tiện thể hiện giáo hóa chúng sinh, trụ vào bốn tâm vô lượng cho đến dạy cho chúng sinh thực hành lòng từ bi lớn. Những chúng sinh ấy nên đảnh lễ Bồ Tát hư không giận, hoặc ở nơi thanh tịnh, hoặc ở chỗ vắng vẻ, đốt hương trầm thủy, hương đa già la, hương chiên đàn, dùng nước thơm tắm rửa, làm thanh tịnh thân miệng, quỳ gối chắp tay, năm phút sát đất, đảnh lễ tất cả chư Phật ở khắp mười phương tụng thần chú đa địa tha, A mật rệ xá, Kalonika, giá ra, tì giá ra, thiên giá ra, Kalonika, hà ra, một ra mạc ra, tì ca đà rị, ma, ma khư, bồ, đồ mạc na, câu ly, câu lâu ni ca, chân đa mạc ni, bồ ra dạ, câu lâu dạ, tác bà thế mê, tác tha, bác dạ, a đồ nhã đà phú, tác phá kiềm, tác phá kiềm, hầu lâu đế, tỳ tỳ ca kiềm, địa rị sát ra, tỳ tỷ ca kiềm, kalonika bồ đề dạ đố ma ma, tác ca tứ dạ, a thế dạ, tác bà, bác đạt xá, a thư ca ca đế, sa hà. Sau khi chúng sinh tụng thần chú này rồi, Bồ Tát liền hiện đến trước mặt, hoặc hiện thân người, thân thú, thân chim, hoặc đến mà ẩn thân không xuất hiện. Biết phước nghiệp sâu cạn của chúng sinh, Bồ Tát tùy theo đó mà hiện thân, hoặc dùng lời nói để diễn bày phương tiện khéo léo của nhất thừa. Từ một phương tiện đó, có thể giáo hóa vô lượng trăm ngàn chúng sinh. Những ai chưa đạt định khi cho được định, hoặc trụ nơi bậc thanh văn, hoặc trụ nơi hàng duyên giác, trong một khoảnh khắc các chúng sinh ấy phát sinh trí tuệ theo phương tiện chỉ dùng chủ ích công đức, Bồ Tát khiến họ nhập vào quả vị đại thừa bất thoái chuyển, cho đến dạy các pháp tam muội đà la ni nhẫn nhục, khiến họ an trụ vào địa thứ 10 của hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát hư không dựng đã đạt được trí tuệ từ bi lớn lao với các phương tiện thiện xảo như vậy. Này thì Nam, Như Lai sẽ lược nói cho ông biết, giả sử biết vừa của hư không có người có thể đo lường được, nhưng phương tiện đại trí, đại từ, đại bi, tam muội tổng trì của Bồ Tát này là không thể tính lược. Bồ Tát này đạt được các pháp công đức không thể nghĩ bàn như thế. Này thì Nam, Bồ Tát hư không dựng thì chúng sinh nào bỏ vô định, xa lìa tâm tà, khởi tâm thuần hậu, thành tựu chánh kiến, không chê bai người khác, không tự khen mình, không còn tâm bỏng sẻn đố kỵ, không cầu danh vọng, có lòng thanh tinh thanh tịnh, Bồ Tát gì thương xót chúng sinh ấy, liền thể hiện phương tiện theo trí tuệ tinh tấn để cứu độ họ thoát khỏi ách nạn, phát tâm bồ đề, sẽ cho đất vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa cho chúng sinh có căn lành, hướng đến quả giác ngộ, sẽ cho đất quả vị không thoái chuyển nơi đạo, nơi chánh đạo, mau đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giáo hóa tạo đất theo phương tiện như vậy, trí tuệ tinh tấn thành tựu đầy đủ sáu pháp ba la mật, phát tâm rộng lớn sa mâu thành tựu đạo quả cho giác ngộ vô thượng. Này thì Nam, Bồ Tát hư không dựng để đạt được trí tuệ thù thắng,
dùng phương tiện thiện xảo đặc biệt không thể nghĩ bàn như vậy để giáo hóa chúng sinh. Lúc ấy Đại Bồ Tát Di Lặc thưa: Bạch Thế Tôn, do nghĩa gì mà Bồ Tát ấy có viên ngọc sáng rỡ trên đỉnh đầu, khéo hiện bày oai lực như vậy mà các Bồ Tát khác thì không có? Đức Phật bảo: Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát hư không giận vì các chúng sinh mà thành tựu tâm từ bi lớn, thường giáo hóa họ không hề giận ý. Thế các chúng sinh đang ở trong ách nạn, vì muốn cứu khổ họ nên Bồ Tát luôn hành hóa. Chúng sinh nào phạm bốn giới trọng, bị đọa vào đường ác, bỏ hết căn lành, tiêu tan mọi điều thiện, Bồ Tát vì họ mà làm vị lương y giỏi. Thế chúng sinh nào rơi vào vô minh, mắc lưới tà kiến, bị đọa vào địa ngục, huy nguy khốn, thì Bồ Tát giống như ánh mặt trời chiếu sáng, phá trừ bốn nghiệp nặng, nhổ sạch nghi ngờ cho họ. Chúng sinh nào bỏ mất tâm tốt, Bồ Tát thấy họ hủy bỏ pháp hành, bị phiền não dày vò, không còn ở nơi chánh pháp, sắp bị đọa đường ác, không chỗ nương tựa, không ai cứu giúp, mất hết trí tuệ, Bồ Tát giống như tất trưởng thể hiện chánh đạo vì các chúng sinh tội lỗi ấy mà tẩy trừ tội ác, phiền não như ấy làm cho thanh tịnh, dạy họ quay về đường lành, giống như xe lớn đi vào cõi trời, mau chấn niết bàn. Chúng sinh nào bị tâm bị dục sai khiến, phiền não phái bủa, giận dữ bần bần, luôn tranh chấp kiêu mạn, cảnh ghét, không lúc nào dừng nghỉ, vì phiền não quấy nhiễu nên quên mất bản tâm. Chúng sinh nào bị vô minh tối tâm xô đẩy, không có lòng mong cầu giải thoát, không biết có nhân, không sợ quả báo, hoặc có chúng sinh lo không góp tiền của, không nhàm chán, không biết đủ, hoặc cứ mãi tạo đủ 10 nghiệp ác. Vì những chúng sinh này, Bồ Tát đóng cửa đường ác, mở chốn trời người, Bồ Tát giống như xe tốt, vận chuyển chúng sinh đến đạo chân chánh niết bàn giải thoát. Vì ý nghĩa như vậy, Bồ Tát này xứng đáng nhận sự cúng dường của hàng trời người, chỉ trừ Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Đại Bồ Tát Di Lặc thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây Thế Tôn nói có nói bốn giới trọng, bốn giới ấy là những gì mà các chúng sinh khi phạm rồi sẽ bị mất hết các điều thiện, đoạn trừ căn lành, bị đọa vào đường ác, trái với tự nguyện, bị phiền não trói buộc, bị trời người ghét bỏ? Vì Bồ Tát thấy các chúng sinh ác như vậy, rồi diệt hết khổ não, đưa họ đến nơi đầy đủ an vui. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Này Thiện Nam, vua dòng sát lợi có năm điều cực ác, nếu phạm năm điều này, vua sẽ lập tức bị mất hết căn lành đã tạo từ xưa, bỏ quên thờ nguyện, bị phiền não che lấp, sẽ là tất cả niềm vui của hàng trời người, đọa vào đường ác không khi nào ra khỏi. Này Thiện Nam, có người dòng sát lợi được nhận lễ quán đảnh mà chiếm đoạt vật của Phật, của Tăng, của Pháp của Tăng bốn phương, hoặc của người có tính tâm cúng dường, hoặc tự mình đoạt, hoặc bảo người khác chiếm đoạt. Đó là tội ác cực nặng thứ nhất. Có người dòng sát lợi được nhận lễ quán đảnh đập phỉ báng chánh pháp, hoặc đối với thừa thanh văn, hoặc thừa chuyển giác, hoặc đại thừa đều chê bài, chẳng kính tin, cũng không khiến cho người khác tin, làm cho chánh pháp bị ẩn mất. Đó là tội ác cực nặng thứ hai. Nếu người dòng sát lợi được nhận lễ quán đảnh đối với những đệ tử xuất gia của Đức Như Lai, hoặc giữ giới, hoặc không giữ giới, mà lục áo ca sa bất phải hoàng tục, lại buộc tội, hoặc đánh, hoặc đói, hoặc lại nhục mạ, lưu đày đi nơi khác, hoặc lịch thu cuộc cải, hoặc bị, hoặc bắt bỏ tù, hoặc giết chết. Đó là tội ác cực nặng thứ ba. Có người dòng sát lợi được nhận lễ quán đảnh của ý giết cha, giết mẹ, giết hoặc giết bậc A-la-hán, đối tượng của Như Lai, hoặc phá hòa hợp tăng, hoặc làm thân Phật chảy máu, đó là tội đại nghịch nếu chỉ phạm một, hoặc chỉ do khởi tâm, đó là tội ác cực nặng thứ tư. Có người dòng sát lợi nhận được lễ quán đảnh nói không có nhân, không tin quả báo, tạo mười ác nghiệp ác, đối trong mười nghiệp ác là chỉ dẫn các chúng sinh làm điều, nhiều điều bất thiện, gây tạo mười điều ác, đó là tội ác cực nặng thứ năm. Này Thiện Nam, người dòng sát lợi được nhận lễ quán đảnh đối với năm tội ác ấy, dù chỉ phạm một thì sẽ mất hết các căn lành đã tạo ra từ xưa, ra với tạ nguyện, bị phiền não che lấp, mất niềm vui của hàng trời người, sau bị đọa vào đường ác, vô số kiếp không có ngày ra khỏi. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát hư không giận vì các chúng sinh kia nên sinh về chỗ biên địa, thể hiện ra thân hình, hoặc làm sa môn, hoặc bà la môn, hoài nghi, đỉnh đạt, quán xem chúng sinh, tùy họ thọ nhận gì
thì Bồ Tát theo phương tiện thể hiện thân tướng thế ấy bất cứ ở đâu. Còn đối trước vị quốc vương mà nói pháp như vậy, những điều từ xưa chưa từng được nghe như tất cả pháp trí tuệ và kinh điển sâu xa vi diệu, cũng như trì giới, nhẫn nhục, hành tướng nơi các địa mà Đức Như Lai đã nói, Bồ Tát đều thể hiện và nói hết. Bồ Tát còn biết vị sắc lợi được nhận lễ, quán đảnh nọ, xưa kia đã tạo các tội lỗi, làm nhiều việc ác, nay biết ăn năn xấu hổ, muốn bỏ các điều bất thiện, không dám phạm nữa. Và các điều ác thì biết ăn năn rồi, sau đó còn làm nhiều việc phước đức, thực hành bố thí, thiết lập 10 nghiệp thiện, để sinh về các cảnh giới cao quý hơn và liền được giải thoát. Này thì Nam, tất cả hàng đại thần cũng có 5 điều tội ác cực nặng. Nếu đại thần ắt lấy vật của Phật hoặc vật của Tăng bốn phương, đây là tội ác cực nặng thứ nhất. Nếu đại thần hoặc hủy hoại thôn xóm làng xóm của đất nước, hoặc phá bỏ thành trì kinh đô, hoặc hủy hoại các nước khác, đây là tội ác cực nặng thứ hai. Nếu đại thần phỉ báng chánh pháp, hoặc phỉ báng thừa thanh văn, thừa nhân giác, hoặc thừa nhất thiết trí, hoặc tự mình phỉ báng, hoặc dạy người khác phỉ báng, chẳng chỉ bày họ tu hành, làm cho chánh pháp tàn lụi, đây là tội ác cực nặng thứ ba. Nếu đại thần đối với những đệ tử xuất gia của Thế Tôn, hoặc người giữ giới, hoặc không giữ giới, hoặc người tinh tấn, hoặc không tinh tấn mà quấy phá, khủng bố họ, lột áo ca sa, bắt buộc hoàng tục, lại buộc tội, hoặc đánh mặt trói, hoặc cấm đoán đủ thứ, hoặc hạ nhục mắng giết làm cho chư vị sợ hãi, hoặc thu hết của cải, hoặc bắt nhốt, hoặc giết chết, đây là tội ác cực nặng thứ tư. Nếu đại thần tạo tác 5 tội đại nghịch, hoặc chỉ làm một tội, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc tạo tác đủ 5 loại nghiệp cực ác đấy, đây là tội ác cực nặng thứ năm. Này thì anh em, đã có đại thần trong 5 loại nghiệp nặng ấy, chỉ làm một thì những đại thần đó mất hết nghiệp lành từ xa xưa, các căn lành đã làm cũng không còn, ra với thệ nguyện mất sạch niềm vui của hàng trời người, bị đọa vào đường ác chịu khổ sở cùng cực. Thì Nam Đại Bồ Tát hư không giận vì các chúng sinh ấy, nó sinh về biên địa ở chốn đó thì hiện các thân tướng hoặc thân bậc sa môn oai nghi từ tốn như các chúng sinh mà nói pháp, hoặc hiện thân bà la môn tướng mạo nghiêm trang, cũng có khi làm thiếu niên mà giờ nói chánh pháp cho họ, ở đâu cũng hiện ra thân tướng, biết tùy theo căn lành của chúng sinh để thuyết pháp như các kinh điển sâu xa nhiệm màu, các pháp đà la ni, pháp nhẫn nhục các địa, các pháp chưa từng có của Đức Phật đã giảng nói. Bồ Tát luôn an ủi, dùng ví dụ để thuyết pháp. Bồ Tát dùng những phương tiện như vậy khiến các đại thần đều ăn năn phát lộ và biết hổ thẹn sống với các nghiệp ác và hẳn những điều tội lỗi rồi, còn dạy họ biết bố thí, tinh tấn giữ giới, tạo lập các nghiệp lành, sinh ra cảnh giới cao quý, được đạo niết bàn. Này thì Nam, hàng thanh văn cũng có 5 tội cực nặng. 5 tội ấy là những gì? Một là sát sinh, hai là dâm dục, ba là trộm cướp, bốn là vọng ngữ, năm là phá hủy hình tượng Phật, làm thân Phật chảy máu. Đó là tội ác cực nặng. Nói các thanh văn đệ tử của Như Lai, đối trong 5 tội này, chỉ phạm một cho đến cái điều đã nói ở trên, Bồ Tát hư không giận liền vì họ mà sinh đến nơi họ ở. Thì thân tướng hoặc làm sa môn, bà la môn, dự án của mình hiện bày ra nơi thân, vì họ nói ý nghĩa các pháp nhiệm màu, nói vô số pháp môn hết sức vi diệu mà bậc nhất thiết trí đã giảng nói, các tu đà la, các pháp đà la ni và tất cả các địa, Bồ Tát hiện bày tiếng nói làm cho các thanh văn ấy nghe xong liền ăn năn những tội lỗi đã tạo từ xa xưa, ghi nhớ không quên, vô cùng hổ thẹn vì tội lỗi của mình, càng không dám tái phạm nữa, sám hối tội lỗi rồi, tu hành bố thí, thực hành khổ hạnh một cách tinh tấn dũng mãnh, mạng chung sẽ lên cõi trời, sau này đạt được niết bàn, để phát tâm thể nhập pháp đại thừa, thực hành hạnh Bồ Tát. Này thì Nam, người của hàng đại thừa có 8 tội cực nặng, tám ta 8 tội rồi sẽ khiến cho các vị Bồ Tát mới phát tâm này bị mất hết vô số căn lành đã vun trồng từ trước. Từ xưa trái với thệ nguyện, bị phiền não che lấp, bị hàng trời người khinh thường, trái bỏ đại thừa, đọa vào đường ác, phải ở lâu dài trong chốn phiền não, xa lìa bạn bè tốt. Thì Nam, 8 tội ấy là những gì? Có chúng sinh vì nhân duyên ác đã tạo từ xưa nên bị đọa vào quả ô trượt.
Các chúng sinh ấy do nhân duyên của căn lành rất ít ỏi, phải nhờ bạn lành mới được nghe kinh điển đại thừa sâu xa nhiệm màu. Các chúng sinh ấy tâm ý rất thấp kém, cũng không thể vun trồng được nhiều điều căn lành. Vị Bồ Tát này mới phát tâm Bồ Đề vô thượng, khi nghe kinh điển sâu xa không tướng, liền vì những chúng sinh kia mà giảng nói đọc tụng theo như những điều đã nghe đã tụng mà giảng bày tuyên dương cho các chúng sinh ngu si đần độn. Đối với pháp của bậc nhất tiết trí đã giảng nói ở trước cũng theo dạy khiến họ đọc tụng như các chúng sinh kia không có cố gắng, vì tâm phàm phu nên không thể hiểu được ý nghĩa của các pháp nhiệm màu, cho nên khi nghe rồi họ rất sợ hãi rồi nhục chí khiến liền thoái chuyển đối với đạo quả vô thượng cho đại chánh giác, chỉ phát tâm học theo hạnh thanh văn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Hư Không Dựng Bồ Tát Quyển Hạ. Này thì niệm đó là tội ác cực nặng của Bồ Tát mới phát tâm. Sau khi phạm tội này, vị ấy mất hết các căn lành đã tạo từ trước, đã với thờ nguyện vốn có, bị phiền não ngăn trở nên không được sinh lên các cõi cao hơn, đã không thể đạt an lạc của Niết Bàn. Tự mình thực hành luống dối đối với hạnh Bồ Tát, quên mất tâm Bồ Đề, sau bị đọa vào cõi ác. Này thì nên vì thế Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh, trước hết phải biết tâm và việc làm của họ tùy theo căn cơ lần lượt gì họ mà nói pháp, cũng như người muốn vào biển lớn trước hết phải biết mực nước ở biển đó sâu cạn thế nào, sau đấy mới vào. Đại Bồ Tát Hư Không Dựng vì khéo biết được ngần ấy, chúng sinh phạm tội cực nặng do bị đọa nơi đường ác nên mới sinh vào nước kia, và các chúng sinh ấy mà hiện bày thân tướng. Như có người phạm tội quá sợ hãi, nghe người khác xưng danh hiệu Bồ Tát Hư Không Dựng, hoặc lại muốn thấy Bồ Tát đời sám hối tội lỗi sâu nặng kia, thì vào cuối đêm nên dùng nước thơm tắm rửa, mặc y phục sạch sẽ, đốt hương trầm thủy, hương đa dạ la, quỳ gối sát đất, chắp tay hướng về phương đông, cho tâm xưng danh hiệu Bồ Tát Hư Không Dựng. Khế Bồ Tát Hư Không Dựng biết rõ tội phước nặng nhẹ của người mà phát tâm Bồ Tát đã làm, tùy theo căn tánh của họ mà hiện thân ở trước mặt, hoặc hiện thân Bà La Môn cho đến hiện thân đồng nam đồng nữ, hiện thân trước họ rồi vì thương xót chúng sinh mới phát tâm. Nên Bồ Tát quán sát nghiệp nặng đã tạo, nhân duyên tạo tội mà chỉ dạy họ sám hối, vì họ mà thể hiện phương tiện vi diệu khéo léo sâu xa và nói chỗ cốt lõi của pháp đại thừa, dạy cho họ những pháp như các bậc các đại la ni kiến lập các môn nhẫn tăng muội, khiến họ được thoát khỏi tất cả đường ác và nhân duyên tạo tội nặng, trụ vào bậc bất thoái chuyển, thôi đến quả vị vô thượng chánh đạo chánh giác, là có được các năng lực lớn như kim cang, thành tựu tâm bền vững đối pháp sáu pháp ba la mật, cho đắc quả Bồ Đề vô thượng. Bồ Tát Hư Không Dựng hiện thân ở trước chúng sinh như thế là vì họ mà thuyết pháp. Khi Bồ Tát này chưa hiện thân thì Bồ Tát mới phát tâm, và lúc cuối đêm nên dùng nước thơm tắm rửa, mặc y phục sạch sẽ, đốt hương trầm thủy. Còn bậc đại sĩ Hàng Hoàng Bạch tên là A-lâu-na ở phương đông thưa: Thưa nhân giả A-lâu-na, xin vì lòng từ bi lớn mà xuất hiện, chứ sao cõi diêm phù đệ này, xin thương xót mà khởi lòng từ bi che chở cho con. Vì con mà thưa với Bồ Tát Hư Không Dựng để Bồ Tát chỉ dạy các phương tiện, hôm nay con muốn sám hối những tội nặng đã phạm để cho con được mắt đại trí của bậc thánh đại thừa. Lễ bái cầu thỉnh xong, trở về chỗ của mình nghỉ ngơi an ổn. Bây giờ ở phương đông, lúc đại sĩ Hoàng Bạch xuất hiện, Bồ Tát Hư Không Dựng liền hiện thân đến trong giấc ngủ của Bồ Tát đã phạm tội nặng, chỉ dạy cho vị ấy có sám hối tội lỗi của bậc đại trí, hoặc thể hiện trí tuệ phương tiện lớn, khiến cho Bồ Tát mới phát tâm cho đắc tam hội tên là không quên mất tâm Bồ Đề, an trú trong pháp đại thừa, mau chóng thành tựu đầy đủ sáu pháp ba la mật. Lại nữa, này thì nam, và có Bồ Tát mới phát tâm, thấy người khác thực hành hạnh Bồ Tát liền đến nói với vị ấy: Ông không thể thực hành sáu pháp ba la mật của Bồ Tát, cũng không thể thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng, ở nơi phát tâm của quả vị thanh văn hoặc bích chi Phật thì phiền não của ông mới được diệt trừ, cho đến như trước đã nói. Này thì nam, đó là tội cực nặng thứ hai của Bồ Tát. Này thì nam, hoặc có Bồ Tát mới phát tâm để nói với người khác như vậy: Nhân giả, đừng thực hành theo ba la đề mộc xoa tỳ na giới luật, đừng siêng năng đối với các pháp trên, hãy mau phát tâm cầu đạo quả vô thượng cho đại chánh giác, nên đọc tụng kinh điển đại thừa, thực hành theo
ba loại phiền não mà thân khẩu ý đã tạo. Nhân đấy các phiền não nơi nghiệp ác kia liền được thanh tịnh, cho đến như trước đã nói. Đó là tội cực nặng thứ ba của Bồ Tát. Lời nói này thì nam hoặc có Bồ Tát đến nói với người khác như vậy: các ông hãy bỏ thuật thanh văn, đừng nghe và đọc tụng, nên che giấu, đừng nói hoặc chỉ dạy cho người khác biết. Người nào thực hành thuật thanh văn này sẽ không thông đạt, không đạt được quả vị lớn, không thể đoạn trừ các kết sử phiền não. Các ông chỉ nên nói, nghe, đọc tụng, thọ trì và các diễn nói kinh điển đại thừa thanh tịnh. Do nhân duyên này, các ông sẽ vượt qua tất cả đường ác, diệt trừ tất cả nghiệp dữ và thành tựu quả vị Bồ Đề vô thượng. Người kia nếu nghe lời Bồ Tát mới phát tâm nói đi thực hành theo thì cả hai đều phạm tội nặng. Thì nam, đó là tội cực nặng thứ tư của Bồ Tát. Này thì nam, hoặc có Bồ Tát mới phát tâm thường nói lưỡi đối chiều và tâm và miệng trái nhau, tôi có đọc tụng kinh điển đại thừa nhưng chỉ vì cầu danh, vì lợi dưỡng, chỉ mong được sự tôn trọng cúng dường. Với tâm như vậy, người ấy đọc tụng kinh điển hoặc vì người khác và nói về phương tiện tùy nghi, nghe ở người này nói lại với người kia, nói thân ta chính thị là bậc đại thừa, không có ai bằng. Khởi lòng đố kỵ như thế chỉ vì lợi dưỡng, hoặc thấy người khác thực hành pháp đại thừa được nhận bốn sự cúng dường từ người khác. Vì lý do này, Bồ Tát ấy sinh lòng sân hận, cho đến khắp nơi nói xấu chê bai người kia để tự khen ngợi mình. Do tâm ganh ghét như vậy nên nói pháp của bậc đại sĩ cho người khác: ta đã được pháp của bậc đại sĩ, pháp của bậc đại sĩ ta đã chứng đắc, để biết pháp ấy. Vì lý do đó, người kia đã làm trái với thệ nguyện vốn có, vì phiền não trói buộc quay lưng với pháp đại thừa. Nếu chúng sinh đối với pháp đại thừa như thế thì phạm tội nặng, khi chết bị đọa vào đường ác. Bây giờ có người mua lá châu báu đến bên bờ biển có châu báu mà không vào, hoặc vào nhưng giữa đường tự phá thuyền buồm, thì người ngu si kia sẽ bị chết chìm trong biển. Này thì nam, cũng giống như thế, Bồ Tát mới phát tâm khởi tâm muốn vào biển pháp đại thừa, nhưng người ngu si ấy do ganh ghét nên phỉ báng dối trá. Vì nhân duyên này, người ấy phá thuyền tánh hạnh, phá thuyền tánh hạnh rồi thì dứt bỏ mạng sống trí tuệ. Này thì nam, cho ngu si không có trí tuệ, thiếu hiểu biết, vì lý do ganh ghét dối trá và chỉ ba người khác nên Bồ Tát mới phát tâm này phạm tội lớn. Này thì nam, đó là tội cực nặng thứ năm của Bồ Tát mới phát tâm. Lời nói này thì nam, đời sau của Bồ Tát mới phát tâm hoặc người tiếp tục hoặc người xuất gia dùng vô số hạnh làm trang nghiêm kinh điển vi diệu và các pháp môn không tướng sâu xa, các đà la ni, các địa, các nhẫn, như các bậc đại trí, các Bồ Tát siêng năng cầu cảnh giới khổ hạnh đối với kinh điển đại thừa hoặc độc tụng chẳng nói tuyên chương từ người các diễn bày phân biệt rộng rãi, lại bảo: ta tự nhiên hiểu rõ về kinh điển như vậy, tự nhiên chứng biết, tự nhiên sáng tỏ, chứ có mình ta là từ bi. Và nói cho các ông sau khi nghe ta giả nói, các ông nên suy nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ hiểu rõ pháp sâu xa như thế. Vì nhờ những ấy, ông sẽ được mọi tri kiến giống như ta, nhưng không chịu nói, ta đọc, ta tụng. Là vì các ông mà giả nói kinh điển phi diệu sâu xa như vậy, người như thế chỉ mong cầu lợi dưỡng từ bốn chúng, tự coi rẻ thân mình. Do nhân duyên này, nên đối với tất cả các bậc như Lai A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Gia Đà Bồ Tát trong ba đời, hay tại các bậc thánh trong cõi phàm phu, những người ngu si kia đã phạm tội ba la di, là tội cực nặng, chối trá, gạt gẫm hàng trời người. Đối với đại thừa, người ấy chẳng giữ được chút phần nhỏ nào, huống chi là được vào hàng đại thừa, đạt được chỗ thù thắng, đã có thể thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví như có người muốn đi xa đến nơi đồng không quạnh quẽ, bị đối khác bức bách, bỗng gặp được rừng cây ăn quả, liền vào đó mong được ăn để cứu mạng mình. Nhưng người ấy gặp được cây lớn, hoa quả tươi tốt, hương thơm ngào ngạt, người ấy liền nếm thử, lại bỏ đi để leo lên cây độc và ăn trái độc, ăn xong thì chết. Nay thì nam, những kẻ ngu si cũng như vậy, nay đã được đạt được thân người, đã gặp bạn lành, đưa vào bạn lành để vào hàng đại thừa. Như các chúng sinh kia vì cầu lợi dữ mà tích khen ngợi mình, chém ai người khác, liền phạm tội cực nặng như thế, bị người có trí khinh thường sẽ bị đọa vào đường ác. Vì nhân duyên ấy nên tất cả hàng sắc lợi, bà la môn, tỳ xá, tu đà đều không thể gần gũi. Nếu ai gần gũi người ấy, tức là trái với tất cả các bậc thánh đại trí, bị mắc tội cực nặng. Này thì nếu đó là tội cực nặng thứ sáu của Bồ Tát mới phát tâm.
Lại nữa này thì nam, vào đời vị lai, hoặc có các vị quốc vương hàng sát lợi, các quốc sư bà la môn, đại thần, lương y làm các việc ác. Họ thật là những người ngu tối, lại nói mình có tài năng và trí tuệ lớn. Nhận nhiều bổng lộc, những người này tu hành bố thí làm các việc phước, nhưng vì một chút bố thí tu tập mà lại kiêu mạn buông lung, tự cho mình đã chứng đạo, khuyên vua hàng sát lợi tranh chấp hủy hoại đối với các sa môn đệ tử của Như Lai, hoặc khuyên ngược lại những người ác ấy nương vào vua hàng sát lợi hành hạ các tỳ kheo, hoặc tịch thu tài sản. Do bị vua hàng sát lợi hoặc các đại thần bắt buộc nên các tỳ kheo phải đem của cải của mình hoặc của chúng tăng hoặc của tăng bốn phương nộp lên quan để cho những kẻ ác kia, nhưng rồi các kẻ ác đó lại lấy tài sản ấy dâng lên vua hàng sát lợi. Cả hai hạng người ác này đều phạm tội cực nặng. Vì tranh chấp với các tỳ kheo, vua hàng sát lợi và những người ác kia từ bỏ chánh pháp, tạo nên phi pháp, giữ lấy phi pháp, từ đó xa lìa chánh pháp, bỏ kinh điển giới luật luận và đại luận của đại thừa, lìa bỏ việc thực hành từ bi, trí tuệ ba la mật, phương tiện thiền xảo và các kinh điển giới luật khác. Những lời Đức Phật dạy họ cũng đều bỏ hết. Vì đã quấy phá các tỳ kheo, họ ngang nhiên dối trá, trái phạm với giới luật của Phật giới, tự chắc ra pháp của mình. Như pháp này đã gây loạn động các tỳ kheo, khiến họ không thể thiền định, quan sát về chánh hạnh, chánh niệm. Thậm chí các vị đang thiền định cũng bị tâm giận dữ làm rối loạn, luôn luôn ưa tranh chấp. Vì thế các tỳ kheo thường bị phiền não không được định tĩnh. Bây giờ các tỳ kheo xấu ác kia mất niềm tin, mất niềm vui vào chánh pháp, mất hết oai nghi tế hạnh của một tỳ kheo, rơi vào kiến chấp. Do vậy các tỳ kheo đều biến nhát, suy nghĩ nhiều việc thế tục, không thể trì giới, phá giới, bỏ giới, không thể theo phép tắc của sa môn. Miệng thì luôn nói ta là bậc sa môn tỳ kheo, dù có ráng hết sức để nói to lên ta là bậc phạm hạnh thì cũng giống như tiếng loa rỗng, không theo chánh pháp mà lại nói pháp. Vì nộp nhiều của cải nên các tỳ kheo và các tỳ kheo quyến thuộc nhận được sự cúng dường tăng lên gấp bội từ chúa hàng sát lợi và chúng dân. Các tỳ kheo xấu ác ấy trước mặt người tiếp tục nói các nói xấu các tỳ kheo và những bậc có đức ở nơi thanh tịnh vắng vẻ, khiến các quan ác hàng sát lợi và những người bà con sinh lòng không tốt, phỉ báng các tỳ kheo sẽ nên trị giới, chiếm đoạt hết tài sản của các vị tỳ kheo tinh tấn rồi đem cúng dường cho các tỳ kheo xấu ác. Vừa dốc tụng niệm, cả hai hạng người đó đều phạm tội cực nặng. Vì sao? Bởi vì tỳ kheo thiền định là ruộng phước chân thật, chuyên quán sát tu tập nghiệp lành, không biết đến việc trong chúng tăng. Tỳ kheo thiền định này sẽ chứng đắc tam muội, các đà la ni, các nhẫn, các địa làm bậc pháp khí, thật sự là ruộng phước, làm con mắt cho thế gian. Vì người đời làm ánh sáng lớn, hiển bày đường lành, nhằm giáo hóa các chúng sinh, cái tạo đất nghiệp nơi ruộng phiền não, để họ được cứu độ, tội thoát rồi kế lập con đường đi tới Niết Bàn. Này thì em đó là tám từ cực nặng của Bồ Tát Mới Phát Tâm, không dụng công xa lìa hai thứ. Vì Bồ Tát Mới Phát Tâm phạm tội cực nặng này nên bị mất hết các căn lành đã tạo từ xưa, sau bị đọa vào cõi ác trái với thể nguyện vốn có, bị phiền não trói buộc, mất hết mọi sự an vui của hàng triệu người, dối trá mê hoặc, mất tâm bồ đề. Này thì na, vì các bồ tát ấy nên bồ tát hư không giận sinh vào nước của họ, hiện ra thân tướng hoặc làm vị tỳ kheo oai nghi đáng kính, hoặc làm vị bà la môn đầy đủ phạm hạnh, cho đến hiện thân xuất sinh oai vệ để giáo hóa họ, cho đến như tam muội thủ lăng nghiêm đã nói, khéo nhận biết về bộ số căn cơ tâm tánh, rồi tùy theo đó mà hiện thân thuyết pháp, dạy cho họ các pháp chưa từng có đối với tất cả các bậc trí, vì họ mà nói kinh điển phi diệu, các pháp đà la ni, các nhẫn, các địa. Vì các bồ tát mới phát tâm bị phạm tội cực nặng mà hiện thân để dạy cho họ biết hổ thẹn, biết sợ hãi ăn năn, lìa bỏ và không bao giờ dám tái phạm nữa. Này thì nam, các chúng sinh kia vì phạm tội nặng nên rất sợ hãi, cái danh hiệu bồ tát hư không giận rồi rất muốn được gặp bậc đại sĩ để sám hối, vì sợ bị đọa vào đường ác, họ nên đảnh lễ dưới chân đại bồ tát hư không giận chứ tham niệm danh hiệu. Nếu quá đại bồ tát hư không giận thì theo căn cơ của họ mà liền hiện ra thân tướng bồ tát ở trước mặt. Nếu đáng dùng thân tỳ kheo để hóa độ, bồ tát liền hiện thân tỳ kheo. Đáng dùng thân bà la môn để hóa độ, bồ tát liền hiện thân bà la môn. Đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để hóa độ, liền hiện thân đồng nam đồng nữ.
Quán xá các Bồ Tát mới phát tâm bị phạm tội nặng, liền hiện thân như vậy, dùng phương tiện dẫn dắt họ sám hối. Đối với giáo pháp đại thừa sâu xa, Bồ Tát chỉ bày cách thực hành khéo léo đối với quả vị chân chánh và quả vị không chân chánh, hoặc các tam muội, các đa la ni, các nhẫn cho đến lần lượt dạy bảo, khiến họ kiến lập pháp tám chánh đạo. Do diệu lực của Bồ Tát hư không dựng, nên các chúng sinh được thoát khỏi tất cả các khổ để cõi ác, thoát khỏi các cõi ác rồi tạo dựng an vui, an trú ở bậc bất thoái chuyển, sau sẽ chứng đắc quả vị Bồ Đề vô thượng. Này Tỳ Nam, như thế các Bồ Tát kia vì thực hành sau pháp ba la mật với sức mạnh lớn và tinh tấn như luồng sắp chớp sáng, nên mau thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác. Này Tỳ Nam, đại Bồ Tát hư không dựng không hiện thân cho Bồ Tát mới phát tâm bị phạm tội nặng, mà vị này biết tội lỗi của mình, muốn cầu tịnh bậc đại sĩ ấy, thì vào cuối đêm dùng nước thơm tắm rửa, mặc y phục sạch sẽ, quỳ gối chắp tay hướng về phương đông, đốt hương trầm thủy, chư tham cầu xin thiên tử hoàng bạch a lâu na rằng: Thưa thiên tử a lâu na, là bậc có tâm từ bi lớn, công đức lớn, xin hãy xuất hiện chiếu sáng cõi chiếc phù đề, vì lòng từ bi mà che chở cho con. Vì con xin thiên tử mau thỉnh cầu Bồ Tát hư không dựng bậc đầy đủ tâm từ bi lớn, dùng phương tiện kéo léo trong giấc mộng dạy cho con cách sám hối tội nặng đã phạm, mau chứng được mắt trí tuệ nơi pháp đại thừa của bậc thánh. Nói như vậy rồi, vị ấy trở vào phòng nghỉ ngơi an ổn. Khi ấy ở phương đông, thiên tử hoàng bạch a lâu na hiện thân chiếu sáng cõi giới phù đề. Sau đó Bồ Tát hư không dựng liền hiện thân Bồ Tát đến trước mặt Bồ Tát mới phát tâm trong giấc mộng của vị ấy. Bồ Tát thì hiện phương tiện khéo léo dạy cho Bồ Tát phạm tội có sám hối các nghiệp ác. Bồ Tát hư không dựng hiện bày phương tiện để hiểu biết này rồi, Bồ Tát mới phát tâm liền chứng đắc tam muội, không quên mất tâm Bồ Đề, đạt được sự an trú, quyết định không thoái chuyển đến pháp đại thừa, mau thành tựu cho pháp ba la mật, chứng sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tỳ Nam, Bồ Tát hư không dựng ấy rất siêng năng làm cái việc tối thắng, có ngọc báu như ý, ma ni ví diệu hiện bày hết sức đặc biệt ở trên đỉnh đầu. Này Tỳ Nam, Bồ Tát hư không dựng có vô lượng cho viên có đức không thể nghĩ bàn như thế. Này Tỳ Nam, có chúng sinh nào các danh hiệu của Bồ Tát hư không dựng hoặc tạo hình tượng dùng cho số vật dụng như hương hoa, dầm hoa, hương xoa, hương bột, hương đốt, cờ lồng, phương báu để cúng dường, tôn trọng, cung kính lễ bái, khen ngợi, rồi đem thân mình giao phó cho bậc đại sĩ ấy, thì nhờ thần lực của Bồ Tát nên các chúng sinh kia không bị lửa thiêu, không bị chết đuối, không bị đau gậy làm tổn thương, tất cả các cõi nước không thể làm hại, tất cả người và chẳng phải người đều không thể đoạt mất thần khí vốn có, trừ phi lúc mạng sống đã hết, có bệnh nặng cũng không kéo dài, không chết vì đổi khác, không bị hàn quan lại ngang nhiên hãm hại, không phạm lỗi nặng cho đến khi mạng hết. Lúc mắt không còn thấy sắc, ta không còn nghe tiếng, mũi không còn ngửi mùi, lưỡi không thể nếm vị, thân không thể xúc chạm, chỉ còn hơi thở mong manh, sự nồng ấm nơi thân cùng thần thức yếu ớt chưa rời thân. Ngay lúc này, Bồ Tát hư không giận về chúng sinh kia mà liền hiện thân. Nếu lúc còn sống, họ tin theo Bà La Môn, thì trong thời gian thần thức cuối cùng sắp rời thân, Bồ Tát hiện thân Bà La Môn ở trước người ấy, khiến họ vui mừng. Chúng sinh nào trước kia thờ cúng Ma Vương, thì lúc này Bồ Tát liền hiện thân Ma Vương cho lúc còn sống. Họ thờ trời Na La Diên, trời Đại Tự Tài, trời Đá Thích, chuyển luân, Thánh Vương, trời Nhật Nguyệt, trời Đề Lâu Lại Trác, trời Từ Lâu Lạc Xoa, trời Từ Lâu Bát Xoa, trời Từ Sa Môn, cho đến thờ các thần như thần núi, thần cây, thần sông, thần giếng. Ở thế gian tùy theo nơi nương nhờ của chúng sinh ấy mà Bồ Tát thì hiện thân giống như vậy. Khi chúng sinh kia lâm chung, Bồ Tát hơi không giận, liền hiện thân theo tâm nguyện của họ, rồi nói kệ: Người nào dùng trí tuệ thấy được bốn thánh đế, người ấy vượt phiền não liền đến bờ bên kia. Các chúng sinh ấy dùng tâm ý để hiểu biết pháp này rồi, được sinh vào cõi lành, hoặc có chúng sinh nào đáng được dùng thân Phật để hóa độ, Bồ Tát liền hiện thân Phật ở trước mặt họ nói kệ: Đến tận cùng trí Phật, vượt qua biển phiền não, mau đạt được trí tuệ, giải thoát hết các khổ. Bây giờ nhờ niệm Phật, các chúng sinh kia nghe được âm thanh của Phật nên rất vui mừng. Sau khi chết, họ được xa lìa cõi đời năm trượt,
sinh vào cõi thanh tịnh, gặp chư Phật, được nghe và lãnh thọ chánh pháp. Nói lược cho đến gặp pháp, gặp chư Tăng cũng như vậy. Này Thiện Nam, Bồ Tát hư không giận đã đạt được các pháp công đức, không thể nghĩ bàn như thế. Này Thiện Nam, nếu lại có người muốn chứng đắc các tam muội được tự tại lớn, thì người ấy nên vào cuối đêm thức dậy, dùng nước thơm tắm rửa, đốt hương trầm thủy, tùy theo khả năng của mình dâng các phẩm vật cúng dường đảnh lễ dưới chân Bồ Tát hư không giận. Cúng dường đảnh lễ là bái xong, nếu có lòng từ đối với tất cả chúng sinh, nói: Bồ Tát hư không giận đạt được pháp môn từ bi và trí tuệ lớn, xin đại sĩ thương con, nghĩ đến con, cuối sinh ban cho con phương tiện là chánh niệm nơi tam muội, liền tụng thần chú: Đa địa tha lương mộ ra na khí, bát xoa ni lệ, tác mộ đạt ra đa lệ, đa na ya na ya, ma ha kaluni ka, anoba sa tam vật rì đế, akara sa bà tam vật rì đế, bạc chiếc ra diêm bà tam vật rì đế, hồ lô xá tam vật rì đế, ana ma tam vật rì đế, bồ đa cầu trí tam vật rì đế, sa ha. Từ chú này rồi, nhờ dự lực từ uy thần của Bồ Tát, họ liền được chánh niệm nhập vào các môn tam muội. Nếu là có người muốn đọc tụng các kinh luận của chư Phật hoặc hàng thanh văn đeo giảng, người ấy nên vào cuối đêm lúc thiên tử hoàng bạch hiện đã ở phương đông, dùng nước thơm tắm rửa, mặc y phục sạch sẽ, hướng về phương đông quỳ gối, đốt hương trầm thủy, tùy theo khả năng cúng dường và đảnh lễ Bồ Tát hư không giận, vì lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh mà nói như vậy. Bồ Tát hư không giận đã đạt được lòng từ bi và trí tuệ lớn mà tất cả chúng sinh không thể nghĩ bàn. Xin đại sĩ nhớ nghĩ đến con. Đại sĩ là bậc tối thượng trong hàng Bồ Tát. Xin cho con được chánh niệm, các tam muội thù tán, các phương tiện thiện xảo và trí tuệ sâu xa, liền đọc thần chú: Đa địa tha ni ra thiệp tỳ, thí bồ sang thiệp tỳ, gia bà đa thiệp tỳ, bát xét tác mê, ba tra ra xà sử, tác tha na tô lô tỳ, hồ ma ma ha kaloni ca ta ha. Này thì nam cho nên nếu có chúng sinh muốn vào biển lớn để tìm kiếm châu báu, hoặc muốn vào cung điện của hàng Atula trong lòng đất, hoặc lại muốn được thuốc đường sinh, hoặc bị nhốt vào lao ngục, hoặc bị xa lìa người yêu thương, hoặc cứ phải gặp người oán ghét, hoặc là bị tai nạn về lửa nước đa bên, hoặc bị yểm do bùa chú, hoặc bị sư tử hổ sói ăn thịt, bị trăng rắn bò cạp làm hại, hoặc bị trộm cướp, bị làm mê hoặc, bị nạn khủng bố, bị tai nạn công cùng xiềng xích trói buộc, bị hàng quan lại bắt ép làm việc, bị hình phạt đến gần chết, bị bệnh nặng nằm liệt giường, lo rầu sợ hãi, hoặc bị thiếu thốn giờ cơm áo, giường nằm, thuốc men của cải, các chúng sinh ấy vào nửa đêm lúc đại sĩ hoàng bạch xuất hiện, dùng nước thơm tắm rửa, mặc y phục sạch sẽ, đảnh lễ Bồ Tát hư không giận, quỳ gối chắp tay hướng về phương đông, tùy theo khả năng của mình sắm sửa vật phẩm vật cúng dường Bồ Tát ấy, luôn khởi lòng từ bi đối với chúng sinh, nói: Bồ Tát hư không giận đầy đủ lòng từ bi lớn, thường làm lợi ích cho các chúng sinh. Xin đại sĩ nhắc nghĩ đến con, vì lòng từ bi, xin hãy để xem xét tâm con, cho con được giải thoát khỏi các tai nạn. Liền nói kệ: Con không có phước tướng, xin cho con công đức. Con khổ sở nghèo hèn, nên con xin phát nguyện quay về và nương tựa Bồ Tát hư không giận, đời này đến vị lai, cho con được an lạc. Bây giờ nghe lời hay những lời cầu nguyện của các chúng sinh ấy, là Bồ Tát hư không giận hoặc hiện thân Bồ Tát vốn có, cho đến hiện thân đồng nam đồng nữ, ở trước mặt họ nói lời an ủi, cứu giúp, làm cho họ không còn điều gì sợ hãi, cho đến nói được chúng sinh nào nghèo khổ hoặc ốm yếu hoặc sống đời thiếu thốn. Bồ Tát quán sát tâm ý, khiến họ được thỏa lòng mong ước và cho tất cả những gì họ cần. Này thì nam, hoặc có vị vương tử nào muốn được nhận lễ quán đảnh và nối ngôi, thì vương tử ấy nên tùy theo khả năng để cúng dường và niệm danh hiệu Đại Bồ Tát hư không giận, cho đến người muốn được địa vị Bà La Môn, địa vị trưởng giả giàu có, địa vị đại cư sĩ, muốn học các nghề nghiệp, muốn giới đắc pháp nội tâm, muốn đạt được sự huyền bí của thần chú, muốn học làm thợ, muốn nghe một bài tụng, muốn hướng đến giải thoát các chúng sinh ấy, khi nghe tên Bồ Tát hư không giận vào cuối đêm lúc đại sĩ hoàng bạch xuất hiện, dùng nước thơm tắm rửa, y phục sạch sẽ, hướng về phương đông, quỳ gối chắp tay đảnh lễ Bồ Tát hư không giận. Quy Bồ Tát ấy xong, chắp tay cung kính thưa: Bạch Bồ Tát hư không giận, bậc đầy đủ lòng từ bi lớn, có phước mộng, không có tướng phước,
kính xin Bồ Tát cho con được mãn nguyện, liền nói kệ. Lòng con cầu mong gì, Bồ Tát cho đầy đủ, xin từ bi thương xót cho con được mãn nguyện. Lâu ấy Bồ Tát hư không dựng, dùng thiên vị thanh tịnh hơn hẳn tai của loài người, nghe lời cầu nguyện của các chúng sinh ấy. Rồi, Bồ Tát vì họ mà hiện ra thân hình ở trước mặt, xem xét tâm và nẻo hành hóa của tâm là các chúng sinh. Tùy sức họ nhận được gì thì cho điều ấy. Như vậy, vì họ mà thể hiện các phương tiện. Này thì Nam, Bồ Tát hư không dựng đạt được phương tiện công năng đầy đủ, có thể vào biển trí tuệ rộng lớn như vậy. Đại Bồ Tát hư không dựng có các việc không thể nghĩ bàn như thế. Này thì Nam, Như Lai có người, đối với từng giọt nước, nơi, bốn biển lớn, có thể biết được nhiều ít từ các phương tiện thiền xảo của bậc trí tuệ thù thắng mà Đại Bồ Tát hư không dựng đã dùng để giáo hóa chúng sinh, càng nhiều hơn nữa không thể tính xuể. Này thì Nam, giả sử có người có thể hiện ra hoặc không hiện ra trong hư không khắp cả mười phương, có thể biết được bao nhiêu biên vật của hư không, thì số lượng các phương tiện thiện xảo biến hóa hiện ra thân hình để giáo hóa các chúng sinh của Bồ Tát hư không dựng là không có biên vật. Bồ Tát hoặc làm thân Phật hoặc làm thân Bà La Môn để giáo hóa chúng sinh, cho đến tùy theo ý của họ muốn thân gì, Bồ Tát liền hiện thân ra thân ấy để giáo hóa, không hề phân biệt. Đã dùng thân súc sinh để giáo hóa, liền hiện thân súc sinh. Đã dùng thân địa ngục để giáo hóa, liền hiện thân địa ngục. Hễ có loại chúng sinh nào, Bồ Tát liền hóa thân hiện ra loại ấy ở trước mặt mà giáo hóa họ. Đối với chúng sinh nào đáng hiện thân trong giấc mộng để làm lợi ích, Bồ Tát liền vì họ mà hiện thân trong mộng. Các chúng sinh nào lúc lâm chung cho còn chút thần thức vi tế, muốn diệt các tội, dứt trừ đường ác, bao giờ nẻo lành, Bồ Tát cũng diệt các chúng sinh, hiện lên cho số thân hình để giáo hóa họ. Các chúng sinh này khi còn sống quy vị trời nào, Bồ Tát hiện ra thân vị trời ấy để họ được an lạc. Cho đến họ mong sinh vào cõi trời nào, Bồ Tát liền hiện ra cõi trời ấy, khiến họ được vui vẻ. Này thì Nam, vì thế nên không ai có thể biết được số lượng thân hình hiện ra để giáo hóa chúng sinh của Bồ Tát hư không dựng. Này thì Nam, Bồ Tát hư không dựng đạt được các phương tiện không thể nghĩ bàn, trí tuệ thù thắng, công năng đầy đủ, sự nhiệm màu ví dụ như thế. Đại Bồ Tát hư không dựng đã hội nhập nơi biển công đức của chư Phật. Này thì Nam, vì vậy trên đỉnh đầu của bậc đại sĩ ấy đã hiện ra ngọc báu Mani. Bây giờ tất cả đại chúng trong pháp hội nghe Đức Phật khen ngợi Bồ Tát hư không dựng, liền phát tâm hiếm có đặc biệt vô cùng cung kính tôn trọng, chắp tay chiêm ngưỡng Bồ Tát hư không dựng, dùng cho số hương hoa, hương bột, hương xoa, lòng phương báu, y phục nhiều màu sắc, chuỗi ngọc đủ loại quý giá, cho số âm nhạc ca tụng khen ngợi để cúng dường Bồ Tát hư không dựng. Lúc đó đại Bồ Tát hư không dựng đem những phẩm vật cúng dường ấy dâng lên Đức Thế Tôn, dâng xong quỳ gối chắp tay ở trước Phật thưa bạch Thế Tôn, trong cõi đời năm trượt, nơi chốn mà chúng sinh bị vô minh tối tâm che lấp, làm thế nào để thực hiện được các Phật sự? Đức Phật nói, này Thiện Nam, phải như hư không, không trói, không ở, không thấy, không mê, thì tánh của hư không vốn thanh tịnh, nhưng do gió thổi động mà trong hư không có bụi bặm, mây mù, nên mới nói hư không chẳng tinh. Sau đó nhờ nước mưa, hư không chẳng còn bụi bặm, và các thứ chướng ngại, mặt trời mặt trăng tinh tú ly hiện bày, rồi biết về số lượng trải qua của thời gian, thời tiết, ngày đêm ngắn dài, trăng tròn, trăng khuyết, tháng năm. Như vậy, này thì Nam, tất cả các pháp chân như của Như Lai tùy theo tướng vốn như hư không của tâm, bản tánh thanh tịnh, chỉ vì các chúng sinh bị khách trận tạo phiền não, nên tâm ý trở thành nhơ đục. Vì các ông, Như Lai dùng các pháp môn từ bi, rưới mưa từ bi khiến cho các chúng sinh bị phiền não làm cấu nhiễm đều được thanh tịnh, không còn trần dục. Khi tâm các chúng sinh được thanh tịnh, liền thấy mặt trời Phật xuất hiện giữa đời, hoặc được thấm nhuần ánh sáng trí tuệ, được hiểu rõ đối với các công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thực hành bốn pháp niệm xứ thù thắng và tám thánh đạo cho đến 18 pháp bất cộng bốn tâm vô lượng. Vì vậy mà có chư vị thánh A-la-hán, bích chư Phật và hàng Bồ-Tát hiện ra nơi đời. Này thì Nam, biết không nghĩ sao? Thân tánh của hư không có thể trụ nơi mắt không? Thưa không, bạch Thế Tôn, mắt có thể tồn tại nơi thức chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, mắt có tồn tại nơi xúc chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, từ mắt do xúc sinh ra ba loại thọ, vậy hư không có tồn tại trong đó không?
Thưa không, bạch Thế Tôn, nói lượt cho đến tai mũi lưỡi thân cũng nên quán xét như vậy. Này thiện nam, ý không nghĩ sao? Ý có tồn tại nơi cõi hư không chẳng? Thưa không, bạch Thế Tôn, cho đến hư không có trụ trong ý chăng? Do nơi pháp này mà chư Phật Như Lai ứng chánh biến tri có xuất hiện ở đời chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, này thiện nam, các chúng sinh có nương nơi hư không mà tồn tại chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, này thiện nam, ý không nghĩ sao thể tánh của hư không có nương nơi chúng sinh mà tồn tại chăng? Bạch Thế Tôn, mọi pháp đều chẳng nương nhau mà tồn tại, vì cảnh giới của mỗi pháp cũng không liên quan với nhau. Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp không có cảnh giới, vì không cảnh giới nên không cấu nhiễm. Chúng nhất như là thật tế, nó gọi là như như, nên biết như vậy. Bạch Thế Tôn, với như hư không không thể hủy hoại, không thể tách rời, không tách rời được, chẳng động chẳng ngại, không có mầm giống, không kết quả, không tên, không tuổi, không nghĩ, không nhớ. Như vậy, như vậy. Bạch Thế Tôn, biết tướng của tất cả các pháp như thế rồi, Đại Bồ Tát đối với tất cả các pháp đạt được pháp nhẫn vô sanh. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói thần chú: Đa địa tha phược bà hà ra sa mano xoa dạ kỳ na xà gia sa na nầy mộ mâu ni hara a na giả phá ra phiêu đầu kara bà nầy mạc a nể na giả a bà xá xá bà xá na xá mộ na xá giá đa kara mộ xá mộ kiết rị ma đố tỳ xá mộ chê đa na giả hùng lê sa đô tam thư xá nị ta ha. Đức Phật nói: lành tay này thiện nam, ông có thể dùng mắt như vậy để hàng phục những sư tử thù tán đi trên nước một cách an lành, luôn đạt được đà la ni tầng thân sống. Hãy vì các chúng sinh lâm chung đang trút hơi thở cuối cùng mà diệt trừ cái chướng ngại và phiền não, gia nghiệp và pháp cho họ diệt trừ hết cái chướng ngại ấy rồi, khiến họ được tái sinh vào cõi thanh tịnh. Này thiện nam, ông nên phát khởi lòng từ bi đối với chúng sinh trong vô lượng vô biên thế giới chư Phật, cho đến trong từng làng xóm, thành ấp, tỉnh lỵ, cung điện của hàng thanh văn, của hàng quan lại và các cõi nước. Đến nơi đó rồi hiện ra vô số thân hình oai nghi và nói kinh điển đại thừa để giáo hóa chúng sinh. Tới những nơi của hàng sắc lợi cho đến của hàng sa môn, là các điều ác mà đoạn trừ các pháp bất thiện cho họ, khiến họ làm theo tất cả các điều lành. Khi Đức Thế Tôn giảng nói pháp này, có vô lượng vô biên chúng trời người trong pháp hội đạt được tam muội đà la ni và các nhẫn, là có hoặc là có người cho đắc trí tuệ chân thật nơi pháp 10 địa. 10.000 người đều đạt pháp nhẫn vô sinh, hoặc có chúng sinh nào chấp hư không là pháp hữu vi, được đèn pháp này soi sáng rồi đều đoạn trừ hết cội rễ hữu vi, nhanh chóng thành tựu các hạnh vô vi. Đức Phật và nói kinh điển này rồi, ở trong đại chúng các tỳ kheo, các chúng trời đồng đại xoa, cả tất bà atula kalaula khẩn la mâu la già rồi phạm thiên đế thích, bốn vị đại thiên vương hộ thế nghe Đức Phật giảng nói kinh điển vi diệu, tất cả đều hoan hỷ phụng hành. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô kinh Bồ Tát hư không dựng, vì đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.